Ca sĩ Thế Sơn 52 tuổi mới tìm được chân ái cuộc đời, cưới nhưng không sinh con. Ca sĩ Thế Sơn từ bé đã bộc lộ tài năng âm nhạc của mình, anh thường hát cho gia đình thưởng thức và tham gia vào các chương trình âm nhạc tại trường học. Sau này anh thi đậu nhạc viện tại Sài Gòn năm 85 và theo học tại đây đến năm 91. Chỉ sau một thời gian ngắn bước vào sự nghiệp ca hát, nhưng chỉ mang tính chất thử nghiệm, Thế Sơn đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, nên quyết định định hướng con đường sự nghiệp của mình theo lĩnh vực âm nhạc để trở thành một ca sĩ thực thụ. Sau khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi, năm 94 Thế Sơn sang Mỹ định cư cùng gia đình. Dù thay đổi môi trường sống, nhưng vùng đất mới lại mở ra một trường tốt đẹp nhiều màu sắc cho sự nghiệp ca hát sang mỹ thế sơn chăm chỉ tham gia vào các show diễn âm nhạc để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân cũng như để giúp đỡ gia đình mỗi lần thế sơn trình diễn đều thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ vào giọng hát cảm xúc ngọt ngào mỗi giai điệu được anh cất lên đều như lột tả được cái hồn của nhân vật và câu chuyện trong bài hát để rồi người nghe cũng muốn cuốn theo mạch cảm xúc ấy thế sơn sở hữu giọng hát nam cao khỏe khoắn vang và đầy nội lực Giọng hát của anh được đánh giá là giọng hát thiên phú với âm vực rộng, luyến lấy đẹp, khả năng truyền tải cảm xúc tuyệt vời. Anh còn có khả năng xử lý tinh tế các ca khúc, đặc biệt là những bản nhạc bolero và nhạc vàng. Anh thường chọn những ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, phù hợp với chất giọng của mình, bên cạnh những bản nhạc có tiết tấu nhanh và mạnh. Trong sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ Thế Sơn gắn bó với Trung tâm Thúy Nga một thời gian dài 20 năm trước khi tách ra làm ca sĩ độc lập. Trong quá trình này, anh đã tham gia nhiều chương trình Paris by Night với con số lên đến 79 show. Anh cũng là ca sĩ ăn khách được yêu mến nhất của Trung tâm Thúy Nga ở thời điểm đó. Những show diễn có sự tham gia của anh đều thu hút được rất nhiều khán giả tham dự, đặc biệt trong chương trình Paris by Night 54 In Concert với tâm điểm là 3 nam ca sĩ ăn khách và được yêu mến nhất của trung tâm lúc đó. Ca sĩ Thế Sơn đã tạo nên kỷ lục khi trở thành ca sĩ tham gia nhiều tiết mục nhất trong một chương trình Paris by Night với 12 tiết mục. Ca sĩ Thế Sơn đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu nhạc bởi giọng hát trời phú và phong cách âm nhạc riêng biệt, xứng đáng là một trong những ca sĩ hải ngoại thành công nhất hiện nay. Một số bài hát tiêu biểu của ca sĩ Thế Sơn như Tango tím, Trở về cát bụi, Những chiều không có em, vân vân. Bên cạnh đó, sự nghiệp của anh cũng vô cùng nổi bật với những album chất lượng được phát hành thành công với sự đón nhận nhiệt tình của người hâm mộ như Tình và Tiền, Chân tình, Bất chợt ta nhìn nhau, Những tình khúc chọn lọc hai, Đời tôi chỉ một người không chỉ sở hữu giọng ca chất lượng thế sơn còn là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp và tôn trọng khán giả điều này được thể hiện thông qua cách làm việc uy tín trách nhiệm của anh trong từng show diễn cũng như anh là một trong những ca sĩ có thể hát được nhiều loại nhạc khác nhau và có thể trình diễn được những bài hát đòi hỏi cao về kỹ thuật ngoài ra thế sơn còn được biết đến là một trong những ca sĩ chưa bao giờ hát nhép ngoại trừ trường hợp bắt buộc như trong các show thu hình thậm chí trong trường hợp bị đau cổ hay giọng hát bị khàn anh sẽ xin lỗi trước khán giả về sự xui xẻo đó và vẫn tiếp tục hát live. Ca sĩ Thế Sơn đã thành công và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu nhạc bởi những đặc điểm này. Anh xứng đáng là một trong những ca sĩ hải ngoại thành công nhất hiện nay. Giờ đây Thế Sơn vẫn đang hoạt động âm nhạc sôi nổi. Anh thường tham gia các chương trình ca nhạc, biểu diễn tại các tụ điểm giải trí, thực hiện các dự án âm nhạc mới trong thời kỳ công nghệ 4.0 này để hòa theo xu hướng giải trí hiện tại của thế giới. Thế Sơn cũng đã lập nên một kênh YouTube có tên là Thế Sơn Music với hơn 17.000 người theo dõi để đăng tải những ca khúc do chính anh trình bày. Về đời tư, Thế Sơn lập gia đình lần đầu vào năm 2000 với một thiếu nữ tên Michael, là một trong những chuyên viên phụ trách thiết kế trong một trung tâm ca nhạc, nhưng chỉ sau vài tháng hai người chia tay. Sau 17 năm, Thế Sơn lập gia đình lần hai với Joy sinh Ngọc Khánh Nguyễn vào năm 2017. Đứng trên sân khấu là một ngôi sao chuyên nghiệp, chinh phục những khán giả khó tính bằng các thể loại âm nhạc trữ tình và lãng mạn. Về nhà, nam ca sĩ cũng là một người chồng tận tâm và yêu thương gia đình. Anh thường dành thời gian cho bà xã vào chiều tối, thỉnh thoảng đưa vợ đi du lịch hay đơn giản là vào bếp nấu những món ăn mình thích ngoài ra khán giả còn tò mò về gia thế và thành tựu của vợ ca sĩ thế sơn vợ ca sĩ thế sơn hiện đang làm việc trong ngành giáo dục tại trường tiểu học ở mỹ thỉnh thoảng chị bén duyên tham gia lĩnh vực giải trí như đóng kịch và trước đây có một thời gian làm sướng ngôn viên cho báo người việt tại mỹ chứng tỏ vợ thế sơn không thua kém chồng của mình một người phụ nữ đa tài không ngừng khám phá và phát triển bản thân thế sơn cho biết anh không đặt nặng vấn đề con cái vợ chồng anh quyết định không sinh con vì thường xuyên đi làm với lại cũng tự thấy có con phiền phức, chúng tôi thấy sống như vậy thoải mái hơn, tôi sợ có con không lo được chu toàn cho con. Nhiều người hỏi lớn tuổi rồi mà không có con thì có buồn không, nhưng tôi thấy thế này ok, vợ chồng tôi không thấy buồn. Tiểu sử ca sĩ Thế Sơn hải ngoại, cuộc đời và sự nghiệp. Thế Sơn là một trong những ca sĩ hoạt động vô cùng sôi nổi trong làng nhạc hải ngoại vào những năm 90 của thế kỷ 19. Anh là ca sĩ có phong cách hát đa dạng, đặc biệt Thế Sơn không chỉ nổi tiếng với thể loại nhạc vàng mà còn ghi dấu ấn đậm trong lòng khán giả với nhiều thể loại khác nữa như nhạc quê hương, nhạc trẻ, những bài tình ca. Ca sĩ Thế Sơn sinh năm 1965 tại Sài Gòn là một ca sĩ người Mỹ gốc Việt hiện đang cộng tác với trung tâm Asia. Anh sinh ra trong gia đình có ba chị em và anh là con trai út, cha là thiếu tá ngành quân Pháp. Vì thế mà sau 1975, gia đình của anh có nhiều khó khăn. Sau sự kiện mùa xuân năm 1975, anh phải đi cải tạo vì bị chính quyền mới bắt giữ. Một điều ít người biết, Thế Sơn là một trong ít ca sĩ nổi tiếng trước đó, không hề chủ tâm đi theo con đường ca hát. Thời nhỏ, Thế Sơn học tiểu học ở trường Tabert, danh tiếng. Sau đó lên cấp 2, anh đã vào học trường Marie Sau khi học xong trung học, vì là con sĩ quan chế độ cũ, Thế Sơn không được học đại học, chỉ cho đến khi anh thay đổi lý lịch mới được học tại nhạc viện âm nhạc năm 1985. Năm 20 tuổi, trẻ 2 năm so với độ tuổi thông thường, trong những buổi sinh hoạt cắm trại, anh thường ôm đàn hát và được mọi người khen là có giọng tốt và được khuyên nên theo đuổi nghiệp hát. Sau đó Thế Sơn may mắn tìm được một thầy dạy miễn phí và có thể thi đậu nhạc viện. Thế Sơn đã được ghi danh vào nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh từ năm 85. Từ đó anh theo học tại đây cho đến năm 91. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn dấn thân vào sự nghiệp ca hát, thật đáng ngưỡng mộ rằng anh đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Từ đó anh trở thành nam ca sĩ ngày càng phát triển sự nghiệp vững vàng. Thế Sơn bắt đầu là ca sĩ chuyên nghiệp từ năm 1985 cho đến năm 1989. Anh tốt nghiệp bằng trung cấp ở nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1984, Thế Sơn theo gia đình định cư tại Mỹ. Anh có hai chị đã lập gia đình và cùng nhau đoàn tụ tại Hoa Kỳ. Thế Sơn đã đi hát để giúp đỡ gia đình cho đến hiện tại ca khúc song ca nổi tiếng cùng ca sĩ Thủy Tiên vẫn còn được vang vọng. Từ đó đến nay, Thế Sơn là một ca sĩ nổi tiếng cả trong nước và quốc tế với những ca khúc nhạc vàng trước năm 75. Năm 2000, Thế Sơn lập gia đình với người vợ tên là Micro, chỉ là một trong những chuyên viên phụ trách thiết kế ở trung tâm Thúy Nga. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng chung sống cùng nhau, hai người chia tay vì không hợp. Đến năm 2017, Thế Sơn quyết định tiếp tục lập gia đình lần nữa với vợ tên Jocelyn Ngọc Khánh Nguyễn sau 7 năm yêu nhau. Để kỷ niệm, anh viết lời Việt bài nhạc Pháp với tựa đề Sống lại tình yêu, anh đã cho phát hành MV trên kênh YouTube của Trung tâm Major. Trên trang cá nhân, Thế Sơn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hôn nhân với bạn bè. Trong một bài phỏng vấn, anh từng nhận xét về vợ như sau: Ngọc Khánh là một cô gái thẳng tính, tốt bụng, biết thương người. Đây là người phụ nữ luôn có cùng chí hướng với tôi. Lấy được người con gái như thế làm vợ, tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc. Chắc chắn rằng tôi đã tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Ca sĩ Thế Sơn hải ngoại có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp yêu thương anh, một số bạn bè cũng như đồng nghiệp thân thiết của Thế Sơn, ca sĩ Như Quỳnh, ca sĩ Hương Lan, ca sĩ Hoàng Lan, ca sĩ Thủy Tiên. Đây là những ca sĩ thường xuyên hợp tác với Thế Sơn để tạo ra những bản nhạc vàng bất hủ. Ngoài ra anh còn có nhiều nghệ sĩ khác trong showbiz yêu mến như nghệ sĩ ưu tú Giang Châu, nghệ sĩ Tú Trinh, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn, diễn viên điện ảnh Lý Thanh Thảo, vân vân. Khán giả không chỉ ấn tượng với giọng hát nội lực mà còn bị mê đắm bởi vẻ điển trai của nam ca sĩ. Anh may mắn nhận được sự nâng đỡ của rất nhiều người, điển hình là sự giúp đỡ của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Ông là người đầu tiên lăng xe tên tuổi của Thế Sơn và cũng là người đầu tiên ghép đôi để Thế Sơn song ca với nữ ca sĩ Thủy Tiên tạo ra các ca khúc quen thuộc với thế hệ học sinh sinh viên như Mong đợi ngậm ngùi, trò chơi, vân vân. Khi đang là ca sĩ ăn khách trong nước, Thế Sơn lại chọn sang Mỹ cùng gia đình. Tuy nhiên anh không vì thế mà sự nghiệp dừng lại anh vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nơi đất khách và gặt hái được nhiều thành công. Thế Sơn từng chia sẻ anh không những chú trọng với giọng ca, phong cách trình diễn cũng là vấn đề anh quan tâm. Anh đã có thời gian theo học vũ đạo tại Việt Nam rồi sang hải ngoại bổ sung cho sự nghiệp nghệ thuật trình diễn sân khấu. Thế Sơn cũng chăm chỉ rèn luyện thể lực anh muốn có ngoại hình thu hút. Do đó, cho dù đã ở độ tuổi 55, Thế Sơn vẫn rất phong độ. Ca sĩ Thế Sơn hải ngoại hiện cũng có lượng fan hâm mộ khá lớn. Là một ca sĩ hải ngoại, Thế Sơn có lượng fandom không chỉ trong nước và quốc tế. Các nhóm fan tiêu biểu là Thế Sơn Fan Club. Với 769 thành viên, Thế Sơn Fan Club SG 2,4 nghìn người tham gia. Với đội ngũ fandom hùng hậu như thế, càng làm cho tên tuổi sự nghiệp của nam ca sĩ phát triển. Người ta không chỉ yêu mến anh với giọng ca nội lực ra diết, mà còn nhờ ngoại hình điển trai phong độ đặc biệt là tính cách hiền hậu thân thiện và sự yêu mến khán thính giả. Sau khi có được chỗ dựa tinh thần là người vợ hiện tại, anh đã hoạt động mạnh mẽ hơn trong âm nhạc, có động lực theo đuổi những dòng nhạc yêu thích. Thế Sơn là ca sĩ có phong cách hát đa dạng. Anh không chỉ nổi tiếng từ những dòng nhạc vàng, còn ghi dấu ấn đậm nét trong nhiều thể loại khác, cụ thể như là nhạc quê hương, nhạc trẻ, những bài tình ca lãng mạn hay những bản thánh ca êm ái, nhạc hải ngoại. Tuy nhiên, phong cách âm nhạc mà Thế Sơn theo đuổi nhiều nhất vẫn là nhạc vàng. Thế Sơn đã từng học tiểu học ở trường Tabert danh tiếng, học cấp 2 trường Mercury. Sau đó, anh không được học đại học vì có lý lịch là con sĩ quan chế độ cũ, cho đến khi thay đổi lý lịch anh mới được vào học nhạc viện âm nhạc, bị trễ 2 năm so với độ tuổi thông thường. Anh cho biết vào những buổi sinh hoạt cắm trại thường ôm đàn hát cho bạn bè nghe, thường được khen là có giọng hát tốt và được khuyên nên theo đuổi nghiệp ca hát. Từ đó, anh quyết định theo con đường âm nhạc, may mắn tìm được một người thầy dạy nhạc miễn phí nhờ đó anh đã thi đậu vào nhạc viện sau một năm học ở nhạc viện thế sơn bắt đầu đi hát lần đầu trong một chương trình ca nhạc tại đoàn hương miền nam ca khúc đầu tiên anh hát là bài quê hương tình yêu và tuổi trẻ anh nhanh chóng gây ấn tượng nhờ giọng hát nội lực truyền cảm tiếp tục may mắn nhận được sự nâng đỡ của nhiều người họ đã lăng xê tên tuổi trong đó có nhạc sĩ nguyễn ngọc thiện là người đầu tiên lăng xê và ghép đôi để anh song ca với nữ ca sĩ thủy tiên khi đó các bài thường hát là về thế hệ học sinh sinh viên như mong đợi ngậm ngùi trò chơi ngoài việc hát ở các sân trường đại học anh cũng thường làm thêm ở vũ trường ngoài ra còn làm ở các phòng trà khắp sài gòn khi đang làm một ca sĩ ăn khách thế sơn chọn cùng gia đình sang mỹ theo diện ho vào năm 94 đặt chân tới đất mỹ khi đã gần 30 năm ca sĩ lại bắt đầu một cuộc sống và sự nghiệp mới từ đó không tránh khỏi tình trạng bỡ ngỡ khi đặt chân xuống thành phố San Jose. Thời điểm mà anh sống ở thành phố San Jose cũng là lúc làng nhạc hải ngoại sôi động. Họ luôn tìm kiếm những nhân tố mới, cho nên Thế Sơn nhanh chóng phát triển sự nghiệp của mình. Sự nghiệp ca hát hải ngoại khởi đầu của Thế Sơn là tại vũ trường Lido. Chỉ 4 tháng sau khi đặt chân đến đất Hoa Kỳ, Thế Sơn bắt đầu từ chối một số lời mời từ các trung tâm nhỏ. Anh đã ký hợp đồng độc quyền làm việc 3 năm liên tiếp với trung tâm Thúy Nga. Từ đó, tên tuổi của anh trở nên quen thuộc với khán thính giả khắp thế giới. Giọng hát của anh được phát hành trong nước qua các loại đĩa lậu khán giả rất yêu mến giọng hát đầy nội lực này trong các liên khúc quê hương có rất nhiều nhạc phẩm âm nhạc của chàng nhạc sĩ đa tài này trong đó có những bài hát được yêu thích như mai lỡ mình xa nhau kết hợp cùng ca sĩ hương lan tìm nhau trong kỷ niệm kết hợp cùng ca sĩ hoàng lan những chiều không có em ngày xưa anh nói kết hợp cùng ca sĩ hương lan tình là sợi tơ kết hợp cùng ca sĩ hoàng lan mỹ huyền những khía cạnh cuộc đời kết hợp cùng ca sĩ hương lan kẻ yêu thầm kết hợp cùng ca sĩ mỹ huyền lệ tình buồn bọt biển kết hợp cùng ca sĩ như quỳnh loài hoa không tên kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Lan. Ngày xưa anh nói kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Lan Mỹ Huyền những tình khúc chọn lọc Tình và Tiền năm 98. Về miền Tây kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Lan Mỹ Huyền Chiều Hoang năm 99. Nếu điều đó xảy ra kết hợp cùng ca sĩ Thiên Kim, Chân Tình, Bất chợt ta nhìn nhau, những tình khúc chọn lọc hai, đời tôi chỉ một người. Theo thống kê, Thế Sơn là ca sĩ đã tham gia 79 kỳ Paris by Night, đã được phát hành trên 20 album CD. Anh đã góp giọng trong các CD top hit. Khi cần ca sĩ hát bài có khuôn nhạc cao, cần xử lý kỹ thuật thì đây là nam ca sĩ luôn là người được trung tâm giao đảm nhận. Có rất nhiều tiết mục của anh ghi dấu ấn trong làng âm nhạc như Tôi Vẫn Nhớ, Kết Hợp Cùng Ca Sĩ Như Quỳnh, PBN 38, Chiều Hoang, PBN 50, Lúa Mùa Duyên Thắm, Kết Hợp Cùng Ca Sĩ Như Quỳnh, PBN 59, Con Trai Thời Nay, PBN 60, vân vân. Năm 2000, Thúy Nga thực hiện chương trình Paris by Night, trong đó tâm điểm chính là 3 nam ca sĩ ăn khách. Trong đó Thế Sơn chính là trung tâm ở thời điểm đó, là nam ca sĩ được yêu mến nhất. Cũng trong chương trình này, Thế Sơn đã tạo nên kỷ lục trở thành ca sĩ tham gia nhiều tiết mục nhất trong một chương trình Paris by Night, trong đó có tổng 12 tiết mục. Những điều thú vị về Thế Sơn có thể bạn chưa biết. Ca sĩ Thế Sơn thực ra đã được rất nhiều người nâng đỡ. Thế Sơn đã gặp được nhiều thuận lợi với sự nâng đỡ của nhiều người. Tuy nhiên anh cũng đã gặp muôn vàn khó khăn trước khi trở thành một giọng ca được nổi tiếng trong đầu thập niên 90. Vào thời đó, khán giả các phòng trà và vũ trường đã chú ý nhiều đến một giọng hát nội lực và truyền cảm. Đây là thời kỳ Thế Sơn quyết định đầu tư tất cả vào con đường nghệ thuật, mặc dù gặp khá nhiều áp lực của song thân. Ca sĩ Thế Sơn tin vào tử vi ngoài phần lớn tin tưởng vào khả năng nam ca sĩ còn rất tin vào la số tử vi trước khi sang hải ngoại anh từng nhờ một người quen đến xem thầy tử vi nhờ giải đoán kết quả là nếu theo ngành nghệ thuật chắc chắn sẽ thành công còn theo một nghề khác thì sẽ rước lấy thất bại thế sơn tâm sự không ngờ sự giải đoán này lại đúng đúng cả về cá tính và hình dáng của mình vì vậy mà anh vẫn coi lời giải này là kim chỉ nam cho mình ca sĩ thế sơn hải ngoại bị đe dọa ở nước ngoài thế sơn cũng đã gặp phải rất nhiều bỡ ngỡ khi đặt chân xuống thành phố san jose của california anh thổ lộ là trong thời gian đầu tiên, anh bị một số người không ủng hộ và còn hù dọa về những gì sẽ xảy đến. Điều này làm cho anh bị nao núng tinh thần. Tuy nhiên, nhờ tin vào khả năng của mình và đã quyết tâm phải cố gắng hết sức vì không có đường quay lại, nhờ sự tự tin và có được lời giải của lá số tử vi, nam ca sĩ đã quen thuộc với tình trạng này và nhanh chóng với những sinh hoạt ca nhạc ở đây. Điểm khởi đầu là tại vũ trường Lido, sau khi được nữ tài tử bội toàn giới thiệu quan niệm của Thế Sơn trong nghề. Vào năm 94, anh được Trung tâm Thúy Nga mời ký hợp đồng 3 năm vào tháng 7. Sau suốt 12 năm cộng tác, anh đã tạo được cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán thính giả trên toàn thế giới. Thế Sơn quan niệm một nghệ sĩ khi trình diễn muốn được thoải mái không bị cứng khi trình diễn thì thì cần phải có một căn bản về nhảy. Tuy nhiên không bắt buộc ca sĩ đó phải biết nhảy. Quan trọng nhất là giọng hát. Còn Nisi biết nhảy thêm thì sẽ tốt hơn. Thêm vào đó anh còn chăm chỉ trau dồi thể lực giúp cho ngoại hình tạo được sự bắt mắt hơn. Vì thế phong cách trình diễn của anh so với trước đã có nhiều thay đổi. Những thay đổi đó là đẹp mắt hơn, điều luyện hơn. Về mặt nghề nghiệp Thế Sơn đã chứng tỏ một cách rõ ràng về độ uy tín của mình mà chưa hề có một ai than phiền về anh. Ngược lại nếu gặp trường hợp một nhà tổ chức không có uy tín anh sẵn sàng từ chối lời mời khi đã nhận lời hát ở một địa phương nào thì ít nhất phải đến vài tháng nam ca sĩ mới nhận lời nếu những nhà tổ chức mời trình diễn ở các địa phương với thời gian trình diễn khác nhau thì anh sẽ chỉ nhận lời một người